Hôm nay thì mình sẽ tặng cho anh em hai cái preset, hai cái nha các bạn. Để thứ nhất ấy là cái preset ở phía trên này á, thì mình sẽ reset về gốc cho các bạn coi luôn là tại sao mình lại để cái nhiệt máu nó cao như vậy. Hello anh em, hôm nay Cường sẽ chia sẻ với anh em một cái preset đó là màu mộng mơ một xíu. Cảm ơn stock đến bạn Ngọc Long, stock rất đẹp luôn. Đây là cái stock của bạn ấy, màu sắc cũng như là cái khung cảnh ở đây bạn ấy chụp rất là mộng mơ luôn. Và mod thì cũng cực kỳ là xinh, thật phải công nhận là mod đẹp thật các bạn, mod quá đẹp luôn đấy ạ, gần như không tì vết luôn, có nghĩa là gần đẹp không góc chết luôn, đẹp dã man luôn đấy ạ. Đây anh em có thể thấy là phay gốc đây, và cái phần hình thể cũng rất là ok, anh em có thể thấy đây. Mình sẽ reset về cho anh em cái phần gốc luôn nhá. Đây, đây là phay gốc của bạn ấy chụp ra. Cái phay raw thì mình nghĩ là cũng không thể hỏi được là phay raw phải đẹp được, bởi vì là có một số anh em thắc mắc là anh ơi tại sao phay raw của em nó trên máy thì đẹp như thế nhưng mà đi chụp về thì cóp ra đổ ra file thì nó rất là xấu với lại nó không đẹp ấy. Thì mình thấy thực ra thì file RAW thì nó sẽ bị chênh vùng sáng vùng tối nhiều, nhưng mà mình thấy kéo màu xong thì rất là ok, rất là ổn. Ở đây thì mình sẽ giữ lại tất cả những cái vùng sáng vùng tối, đây mình giữ lại gần như là đủ hết được. Nói chung là file RAW cho phép chúng ta can thiệp vào cái tấm hình rất là nhiều, và kể cả về màu sắc các thứ nữa thì cũng rất là ngon. Cho anh em xem cái thông số mình kéo đây các bạn nhá. Thì ở trong cái file này, thực ra file này chụp bạn đã chụp ở trong cái studio, cho nên là những cái về ánh sáng thì chúng ta chụp lên rất là đều, về cái môi trường điều kiện ánh sáng rất là đều. Nhưng mà cái tấm hình cái tấm này, cái tấm mấy cái tấm ở trên này với cái tấm ở đoạn dưới chân dung này thì mình vẫn phải chỉnh lại khá là nhiều những cái khác nhau. Ví dụ như cái đoạn trên này các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ tặng cho anh em hai cái preset, hai cái nha các bạn. Để thứ nhất ấy là cái preset ở phía trên này á, thì mình sẽ reset về gốc cho các bạn coi luôn là tại sao mình lại để cái nhiệt máu nó cao như vậy. Cái mặc định của cái file này ấy, của bạn đã chụp là 5000, đúng rồi. File gốc của bạn đã chụp là cái nhiệt màu bạn đã để là 5000. Thế nhưng mà cái mình kéo lên ấy thì mình để lên tận 7000 cơ. Bởi vì nếu mà để 5000 thì ảnh rất là xanh và nó không có sức sống các bạn nhé. Đây mình để 5000 này. Đấy, cho nên là mình phải để 7000 để cho ảnh nó đẹp hơn. Và nói chung là mình giữ lại toàn bộ cái chi tiết cái trong cái bộ preset hôm nay mình chia sẻ với các bạn, nó có hai cái. Thì bao gồm một cái là mình giữ lại hết những cái vùng tối, vùng sáng, có nghĩa là mình cân bằng cho nó trung tính làm sao nó ok, để mình không có bị quá là gắt cái vùng nào. Ví dụ như vùng sáng, vùng tối, còn các bạn có thể tùy thôi, các bạn có thể kéo. Ví dụ như đây mình đẩy cái vùng shadow lên thì các bạn có thể kéo nó giảm nó xuống, hoặc là các bạn có thể tinh chỉnh theo ý các bạn. Thì thật ra thì mỗi một người sẽ có một cái kiểu kéo màu khác nhau, và có một cái ảnh nó sẽ có nhiều kiểu khác nhau. Nhưng mình thấy cái ảnh như thế này là mình thấy nó ok, thì mình sẽ lưu lại cái thiết đặt đó giống như trên cái máy ảnh chúng ta vậy thôi. Anh em setup làm sao cho nó ok. Khi mà chúng ta theo ok rồi thì anh em có thể là lưu lại một cái file, sau đó thì hôm sau chúng ta dùng lại, cũng giống như cả preset vậy thôi. Mình thì mình kéo cái này theo cái ngẫu hứng của mình thôi. Và mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em nữa, đó là ở cái phần dưới này, cái tấm hình này thì mình chỉ để 5400, bởi vì nếu cái tấm này để 7000 như cái tấm hình kia thì ảnh màu nó rất là gắt, cho nên là không phải tấm hình nào chúng ta cũng có thể để nhiệt màu giống nhau. Mặc dù trong một bộ ảnh thật sự nhưng mà mình thấy nó cũng không có giống nhau được hoàn toàn 100% được. Cái này thì các bạn có thể để thấp hơn cũng được, nhiệt màu thấp hơn, nhưng mà mình thấy cái nhiệt màu tầm này là ok. Và cái phần tối, vùng tối, vùng sáng thì vẫn giữ nguyên các bạn nhé. Mình để vùng tối, vùng sáng vẫn giữ nguyên xin. Còn cái vùng tối, vùng sáng này thì các bạn thích thì các bạn có thể kéo xuống cho mình. Thì cái chỗ này thì mình kéo đến đây thôi, mình thấy nó ok rồi. Và tiếp đến nữa đó là phần cơ thì mình cũng có kéo, nhưng mà mình giữ lại cái phần highlight của nó nhiều, bởi vì anh em có thể thấy là phần highlight đây khá là sáng luôn ạ. Đây mình sẽ reset về mặc định luôn. Đây anh em có thể thấy này đó, và cái màu gốc nó rất là vàng, cái file raw các bạn nhá. Thì để chúng ta xử lý được cái phần màu này ấy, thì mình sẽ chuyển về phần color mix. Color mix ở đây thì anh em có thể thấy là mình đã phải kéo khá là nhiều về các cái thanh màu, cũng giống như kiểu là một số cái
về Red Orange cũng như là Yellow. Ở đây Yellow thì mình kéo khá nhiều, nếu mà không kéo thì cái màu vàng ở đây nó rất là gắt. Và các bạn nhìn thấy, có thể nhìn thấy là cái file gốc của chúng ta ấy, ở cái phần đỉnh, cái phần mặt nó sẽ bị gắt hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta kéo màu làm sao mà chúng ta cân chỉnh làm sao cho nó trung hòa và được cái màu sắc nó ok nhất. Và cái tab saturation ở đây thì anh em có thể thấy là orange mình trừ đi 21. Đó. Anh em có thể nhìn đây, mình trừ đi rất là nhiều luôn. Bởi vì nếu mà không trừ đi thì cái ảnh rất là gắt luôn. Đó. Và cái orange đây thì mình gần như mình không kéo mấy. Nói chung là cái phần làm sáng màu mình ít làm. Và cái calibration đây thì anh em chia sẻ với anh em luôn. Anh em có thể nhìn thấy thông số đây. Nếu như anh em nhìn được những thông số này, anh em có thể kéo được màu luôn. Còn các bạn nào mà thích kiểu down preset về thì anh em cứ down về chơi thôi, có thể tham khảo các bạn nhé. Đây là calibration. Effect thì mình không dùng. Cái phần optic thì anh em muốn chuẩn thì anh em tích vào đây cho mình hai cái nhé, để chúng ta sẽ sửa lỗi cái ống kính cho chúng ta. Và cái phần color grading ở đây, color grading đây thì anh em có thể thấy là mình đã ám vùng xanh, màu xanh vào vùng tối này, à đúng không, xin lỗi mọi người, ám màu xanh vào vùng sáng này, mid tone thì mình để hơi vàng vàng đỏ một chút xíu, và vùng shadow thì không ám cái gì, tùy anh em thích ám gì thì anh em có thể tự kéo tự ám nhá. Mình thấy với cái ảnh như này thì mình thấy nó ok rồi, thì mình sẽ lưu lại preset. Và bây giờ mình sẽ lưu lại cái preset này cho anh em nhé. Mình sẽ làm thêm một cái group nữa, preset mộng mơ. Và mình sẽ lưu nó là cái này là nhiệt màu, cái này là K5400 bạn nhé, K5400. Anh em nói chung là cái preset này nó sẽ phù hợp với những cái ảnh dạng như kiểu thời trang như này, rất là ok. Rồi và cái preset là cái đầu tiên này thì mình sẽ lưu nó là 7000 bạn các bạn nhé, bởi vì là cái preset là cái góc ảnh này nó sẽ bị nếu mà chúng ta kéo 5000 thì nó sẽ bị xanh, tức là nó không đẹp. Cái này mình như là mơ K7000 nha các bạn nhé. Rồi ok. Như vậy là xong. Đến đây thì chúng ta có thể, anh em có thể thấy là cái tấm hình của chúng ta, anh em có thể thấy luôn là ở đây trong cái preset này ấy, thì mình chia sẻ với anh em thì ở đây mình giữ lại những cái vùng sáng của nó, tại vì là cái ảnh của bạn này, anh em có thể thấy là tấm hình gốc này mình đã fix được rất là nhiều những cái ánh sáng, cũng như là một số cái lỗi nó bị dư sáng, cháy sáng quá nhiều. Còn nếu mà anh em mà muốn kiểu mà thích kiểu fix nó mạnh lên tí thì anh em kéo phần cái phần white lên một xíu nữa là ngon luôn, là các bạn có thể giữ lại được những cái chi tiết của vùng sáng nó ok hơn. Mình thì mình dùng cái camera này kết hợp với cái camera kết hợp với cái lever, anh em dùng cái phần vùng trắng của nó anh em kéo lên là được nhá. Ok, đến đây rồi, mình chia sẻ với anh em hai cái preset nhá. Mình sẽ lưu cái preset này lại, mình sẽ tạo một cái group riêng để tóm từng cái một preset vào cho các anh em. Ở trong bộ preset của mình thì có rất là nhiều preset khác nhau và phù hợp với rất nhiều các thể loại ảnh. Anh em quan tâm đến preset thì anh em cứ inbox trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0989236580. Anh em có thể mua rất đợt cũng được, cả bộ cũng được, mình vẫn bán các bạn nhá. Đây mình sẽ lưu cái bộ preset này ra và tặng cho anh em luôn nhá. Mình sẽ export cái preset này luôn. Đó. Ok. Rồi, đến đây thì mình đã chia sẻ preset cho anh em rồi nhá. Cái link tải thì mình sẽ cho anh em ở ngay ở bên dưới. Và anh em nhớ là tham gia group học nhiếp ảnh Việt Nam các bạn nhá. Cái group cũ của mình thì bị mấy thằng hacker hack mất rồi. Bây giờ nó đổi tên hình như thành nhiếp ảnh hay sao ấy. Còn group mới của mình thì vẫn tên như thế thôi. Anh em đừng quên tham gia group, và anh em thấy hay thì cho mình xin một sub, một like, một share, và đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ clip nào hay nhất nhá. Xin chào mọi người. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay thì đen quá các bạn ạ, bởi vì là Facebook của mình nó không có livestream được. Thì mình sẽ phải vào cái link khác, mình sẽ vào một cái link phụ nữa để mình livestream ở trên Facebook vậy. Đó, xin chào mọi người. Hẹn anh em trong những cái clip lần sau nhá. Bye bye anh em.